Nhưng mà tiếp tục xảy ra thì chỉ con đường duy nhất buộc phải hành động như vậy. Bởi vì không có đường lựa chọn. Từ đầu tháng 3 năm 2016, ông Đoàn Văn Vương, người được nhiều người biết đến trong vụ án tiếng súng Tiên Lãng, Hải Phòng, tung ra thị trường sản phẩm vịt biển và tôm rảo mang thương hiệu của chính mình. Đây là lứa thủy hải sản đầu tiên do ông nuôi trồng kể từ ngày ra tù. Sau khi ra tù trước thời hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, ông Đoàn Văn Vương trở về khu đầm cũ với hai bàn tay trắng, phải làm lại mọi thứ từ đầu. Sau nửa năm vay mượn vốn liếng để cải tạo đầm, nuôi trồng thủy hải sản và dược liệu, giờ đây khu đầm ấy đã bắt đầu hồi sinh. Tôi khi được trở về thì rất là khó khăn. Bởi vì khi về bắt tay này làm, đòi hỏi đến vấn đề là cái tài chính, cái vốn để đầu tư. Thì chúng tôi thì hầu như là không được sự giúp đỡ gì của chính quyền về cái tài chính, thì hoàn toàn là tự đi vay mượn và huy động bà con giúp, thì chúng tôi bắt tay vào làm cải tạo lại cái đập, đưa nuôi con vịt biển cùng với trồng cái cây dược liệu. Chỉ sau 6 tháng kể từ ngày ra tù, ông và gia đình cho ra thị trường giống vịt mới với thương hiệu vịt biển Đoàn Văn Vương, được nhiều người ưa chuộng vì chất lượng vịt ngon mà quy trình chăn nuôi được cam kết hoàn toàn sạch. Cái đầu ra hiện nay là rất là tốt. Thị trường hiện nay là rất là đón nhận cái sản phẩm vịt biển tôi đã làm trên cái quy trình chăn nuôi sạch, an toàn và sản xuất ra cái sản phẩm có trách nhiệm cộng đồng. Và trên một cái quy trình là sản xuất, chăn nuôi bền vững. Với vốn kiến thức của một người kỹ sư nông nghiệp, từ năm 1993, ông Đoàn Văn Vương tiến hành đắp đê lấn biển để khởi nghiệp nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2009, toàn bộ khu đầm rộng hơn 40 hectare của ông bị nhà cầm quyền ra quyết định thu hồi. Ngày 5 tháng 1 năm 2012, huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế với lực lượng hơn 100 người, nhưng bị gia đình ông Đoàn Văn Vương chống trả bằng súng hoa cải tự chế. Kết quả là có 6 người trong đoàn cưỡng chế bị thương. Luôn luôn tôi xác định rằng cái việc hành động của tôi và gia đình tôi là cần thiết và được quy định tại điều 15, điều 16 của luật tố tụng hình sự là phòng vệ chính đáng và phòng vệ trong tình thế cấp thiết, được quy định rất rõ ràng. Nhưng rất tiếc một bản án vô lý mà đã áp đặt tôi và những người thân của tôi vào vòng lao lý với tội danh giết người điểm D, những người thi hành công vụ, những người phụ nữ chân dưới tay mềm đứng trên đê chỉ biết nong ngóng, không biết chồng con mình có thoát được cái nạn không, là người khi vào cái tội chống người thi hành công vụ, đây là điều trớ trêu. Trước khi về, tôi đã làm đơn đề nghị giám đốc thẩm đã gửi tới chánh án tòa án nhân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cao để đề nghị xem xét lại hủy bản án phúc thẩm mà tòa đã tuyên. Giờ đây, trên mảnh đất vẫn còn dấu vết của cuộc cưỡng chế, ông Đoàn Văn Vương và gia đình lại một lần nữa vươn lên mạnh mẽ bằng kiến thức và sự lao động chăm chỉ không ngừng nghỉ, hy vọng về một tương lai tốt đẹp lại đang rộng mở trên mảnh đất này. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hải Phòng, Việt Nam.